Dân thì rất là hiền. Em yêu Giang nha. Nani? Giang, nói với Giang thì nói gì ta, sao ta? Giang thì rất là hiền, mà nói chung là cũng rất là trầm trầm tính, nhưng sống rất là có ý thức, cũng như trong trách nhiệm trong công việc cũng như trong tập luyện của em. Giang rất tuyệt vời đó. Anh tập luyện thì như Nhân đã nói cho lúc đầu thì Giang là một trợ sĩ, luôn ý thức trong việc tập luyện của mình. Dù chấn thương hay cái gì, anh luôn hoàn thành cái buổi tập của mình. Và có một điều nữa là rất là khen là Giang luôn tới đúng giờ và luôn có ý thức tự tập. Giang thiên về đánh tốc độ, đó là cũng xuất phát từ nền tảng và cốt truyện của Giang. Tốc độ khéo léo, sự nhanh nhẹn, đa dạng đòn của Giang. Kỷ niệm vui của anh và Giang thì nói chung Giang là một giả sĩ, cũng là một người tính cách rất là hiền, vậy ít nói, nên anh em hay trêu Giang hay đùa Giang lắm. Đó là những clip mà Nhân hay chọc Giang. Nhiều quá không nhớ. Là người bị anh em trong đội. Chào, nói chào với anh Giang. Anh Giang, anh Giang khỏe không anh Giang? Chiều anh giúp em cái được không? Chiều nay giúp em cái được không? Có giúp được không? Anh em phải tin tưởng nhau giúp được không? Mày nữa không có giúp tầm bại. Giúp anh được không? Nói ok dòm coi. Giúp anh được không Giang? Em yêu Giang nha. Nhờ các bạn nha, mình chỉ đi chồng người ta thôi. Từ đâu thì cái họ, cái anh, cái nhóm nó hoạt động thôi chứ không, không bị chậm. Thật sự thì năm vừa rồi thì cũng là một năm nhiều niềm buồn của Giang. Trong khi anh rất thành công trong sự nghiệp thi đấu, rất được khởi hợp và thành công. Nhưng đã chuẩn bị cho một trận đánh cuối năm trong quá trình tập luyện thì Giang cũng không may gặp chấn thương. Nhưng nghĩ rằng với bản lĩnh và nghị lực phi thường của Giang, em sẽ sớm vượt qua và sớm sẽ quay lại đường đua. Đây là đô vật Mỹ. Còn hai anh bên kia ôm nhau hoài luôn. Thank you.
là cái đầu ôm à. Ừ. Nhẹ không? Nhẹ. Nhẹ không? Ôi à. Tay ca làm sao khỏe mạnh lên em được.